xem cái bốn cái con trâu này nó nằm ở trên cái dụng sình thế nào nha. Bốn con trâu rất là khỏe mạnh. Dư mà nó quăng đuôi á, quắt bắt đuôi lại. Đó, đây nó về. Đã luôn. Bốn con trâu này mập quá ha. Đó rồi, mà nó mập quá, họ bao đây bao la luôn á, bởi vì ăn rồi nằm dùng đó. Bốn con nằm một dũng sình. Đúng. Anh đi chơi từ từ đi. Dạ. Đâu, ở đâu? Bốn con nằm một dũng sình. Đúng.
đi, chơi từ từ đi, thiệt. Đó, ấy đâu.